Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn là cách trồng đậu bắp xen lẫn cỏ xả ở giữa bãi cỏ. Thế thì các bạn quan sát nhé. Thì cái bãi đậu bắp đây, đấy, xen lẫn cỏ xả này. Đấy. Cỏ xả. Thì tôi trồng ở một cái bãi ngập nước thì cho dễ này. Đấy. Đấy. Đấy, đúng. Đấy, đúng rồi. Trời. Rồi không lắm. Để đem trồng ở đây này. Đây cái bãi này. Thế thì đầu tiên là ta phải đào một cái lỗ đây. Đây là bãi cỏ nha các bạn. Cỏ xả. Cỏ xả này. Đào lỗ này. Tống. Đấy, chúng ta vào đây cái bãi. Đấy. Xong là lấp đất nữa. Ok. Lấp đất. Lấp đất này. Đấy. Đấy, chỗ này. Nó sẽ lên được những cây này, đất đậu bắp này, lá này. Đấy. Ok, nó mọc ở khu này thì này thành dẫn ven đất cỏ này. Đấy. Đấy. Không phải mỗi cỏ này đâu, chân nó sẽ lẫn nhau. Ok vậy thôi.